Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi VTC16 nhá. Thực ra ở ngoài nhìn ông giáo với lão Hạc trẻ quá. Trẻ hơn nhiều. Ở trong đấy nhìn tưởng là 77 thật đấy nhỉ. Cậu Hoàng nghe. Em thích ăn món gì nhất? Cuồng đế. Cuồng đế á? Anh Mao Ca lại dậy hư Mao Đệ rồi. Vẫn rất là ok. Cậu Hoàng nghe. em thật sự là em không biết bơi em. Thế thì là lên gặp mình, nói chung là mình có những cái bài dạy bơi rất là ok đấy. Chỉ tầm 3 lần là xanh cỏ. Không, biết bơi. Ông giáo tôi Mao Đệ Đệ. Tôi Mao Ca. Xin chúc bà con cùng VTC16 vui vẻ. Luôn sát cánh cùng bà con nông dân.